Hai Gia Quý xin kính chào cả nhà vô tiếp không hết nha. Buổi sáng hôm nay Gia Quý đi trên đường này là đường Nguyễn Cửu Phú cả nhà. Bây giờ là hơn 10 giờ cả nhà ơi. Gia Quý sẽ từ đường này Gia Quý sẽ chạy về Bình Tân nha. Đường này nó vắng quá tại vì đường này là vào khu công nghiệp rồi. Ở đây có những công ty nè. Ngày cận Tết rồi người ta cũng không có chắc không có tuyển người. Ở đây là sát bên là khu công nghiệp Tân Bảo cả nhà. Đấy. Nắng quá cả nhà ơi. Em Quý chạy xuống đây cho mát. Nắng quá. Rồi, em Quý đi con đường này, nó cũng không có nhiều hàng quán gì mấy. Cái đoạn này nó vắng lắm. Đoạn này nó có nhiều công ty không à. À, bên đó có ngôi chùa hay gì cả nhà, chùa kìa, có ngôi chùa, chùa Bình An đấy cả nhà ơi. Tết đến rồi chúng ta mà cầu cho đi chùa, cầu cho gia đạo được bình an, mọi người trong gia đình có nhiều sức khỏe và những người lớn tuổi thì sẽ được sống lâu trăm tuổi. Thì giống như là năm mới thì chúng ta cũng hay đi chùa. Lúc đó chút trước là Nhân Quý cũng hay đi chùa lắm. Mà lúc đó là đi thường thì đi với bạn cũng có. Mà đi sau này Nhân Quý đi mình. Thì bạn không có làm chung nữa cho nên thôi không có đi chung nữa. Hồi đó có một nhóm bạn, Nhân Quý có nhờ một nhóm bạn làm chung cho nên là cũng hay rủ nhau cuối tuần hoặc là những ngày lễ, ngày rằm rồi đó hay đi chùa hoặc là đi hát karaoke vậy đó. Nhớ là lúc đó là cũng vui. Rồi giờ Quý sẽ chạy đi đường qua cầu đường A nha. Dọc theo tuyến đường hai bên đường này là chiều á, người ta sẽ bán giống như là cá, thịt, rau, củ, quả để mà cho những công nhân tan ca làm buổi chiều về cả nhà. Đấy. Bây giờ ở đây có bán xoài được cả nhà. Ôi xoài có 15. Ôi ôi xoài có 15.000 mà tôm có 100.000 một ký rồi cả nhà. Sao giá tôm sao bây giờ rẻ quá. Ngày xưa lúc mà Nhân Quý nhớ là ngày xưa lúc mà đi bắt cá thì đi ở dưới sông ở quê Nhân Quý á là tôm lúc đó là mắc lắm luôn. Trời ơi, phải nói là lúc đó là giá tầm khoảng 300 mấy một ký luôn cả nhà. Tôm càng sông á. Chắc bây giờ là tôm nuôi á. Tôm nuôi nó mới có giá đó rẻ. Và Nhân Quý sẽ đi qua cái cầu này là cầu cầu vượt Tân Tạo nè. Đúng rồi. Đây có công ty này là công ty làm quạt ha. Tình hình kinh tế nói chung thì bây giờ thì nó cũng vẫn còn là khó khăn đó cả nhà. Chứ cho nên là cái việc mà mua bán của người dân gặp rất là nhiều khó khăn luôn. Cho nên là người dân nhiều khi người ta không có những người mà người ta ở quê lên đó, nhiều khi người ta buôn bán người ta không có đủ tiền về quê luôn á. Là như là Tết là coi như là không sẽ không có Tết. À, giống như năm 2021 cũng vậy á, năm 2021 thì đại dịch. Năm 2023 thì kinh tế khó khăn. Đấy. Rồi Nhân Quý qua cầu vượt rồi cả nhà. Tiếp tục Nhân Quý đi ngang công ty Bao Gen này cả nhà. Nhân Quý cứ đi lạng qua mấy cái đường này hoài. Đến cái đường này thì nó sẽ mát hơn cái đường bên kia. Nó có nhiều cây cối nó mát hơn. Đấy cả nhà ơi. Thì các bạn vé số thì cả nhà ơi, có ai muốn làm giàu mua vé số không? Cả nhà ơi. Ở đây Nhân Quý sẽ chạy vào đường 34 đi, Nhân Quý không chạy đường tên lửa đâu. Nhân Quý sẽ đến đây sẽ đường 34 thì sẽ quẹo phải vào. Mát không cả nhà?
cả nhà thấy cái con đường mát không, có hai hàng cây hai bên nó mát đỡ, chứ nếu không nắng rất là nóng. Tại vì thành phố mà rất là nhiều nhà, cho nên là chúng ta cần phải có cái lượng oxy để mà quang hợp không khí, chứ nếu không mà trong không có cây xanh, nó không có nhả ra cái oxy là coi như là rất là sẽ chúng ta sống trong cái môi trường sẽ bị thiếu oxy liền. Có cây xanh nó quang hợp á, cho nên là nó có oxy. Còn mà tại vì thành phố nhà nhiều hơn cây, cây cối thì ít mà nhà thì rất là nhiều. Đấy. Rất là nhiều mảnh đời khổ cực phải đi bán vé số. Công ty nhựa chịu vu buộc, công ty của người Hoa đó cả nhà, công ty xe tải đó là xe của công ty chị vu buộc, công ty của giám đốc là người Hoa, giám quý cũng vào đó làm thời gian, tại vì bạn giám quý làm trong đó đó, cho nên là giám quý bạn giám quý giới thiệu giám quý vô. Công ty cũng rất là lớn. Để bán súp cua Bắc Thảo. Đấy, bây giờ Dân Quý sẽ quẹo phải vào đường 34 nha. Dân Quý không đi, không có đi đường tên lửa. Ngày hôm qua thì Quý hay đi đường tên lửa rồi. Hôm nay Dân Quý sẽ quẹo vào đây. Đây có nhà tiệc cưới là cả nhà, bàn tiệc 10 khách 2.7 triệu. Mua 1 tặng 1 là chị ta. Ủa, 1 bàn tặng 1 khách đi. Để 1 tặng 1, tưởng đâu là 1 mua đặt 1 bàn tặng 1 bàn. Em bán bánh mì cả nhà. Bánh mì chảo. Wow, ở đây có một cái khu đất trống cả nhà, để làm cái bãi xe. Đây đường số 34 với cả nhà. Phở nè. Đây có những quán cà phê cũng mát quá. Cho quý sẽ quẹo trái đi, quý đường qua 4 nắng quá anh ơi, cho quý sẽ quẹo đường quẹo qua đây, trái qua đây. Quý sẽ quẹo qua đường này là đường số mấy ta? Em biết tên đường ta, đường này nó không có tên thì sao? À, đường số 5. Số 5 rồi, Trang Quý sẽ quẹo vào đường số 32. Đây, đường 32. Đi đường 32 nữa là ra Ion này cả nhà. Xe tập lái nè. Rồi, Trang Quý chạy hết đường 32 này là sẽ gặp Ion Bình Tân cả nhà. Quá nắng rồi cả nhà ơi, Trang Quý chạy là Ion được nắng quá. Như cái đường này là có cái sân banh hay gì hết cả nhà. Lúc trước nhưng mới nhớ có sân banh đây nè. Sân banh đó là kia chứ. Đây là xây cái gì ta? Rồi, giờ quý sẽ chạy qua cái ngã tư này nha. Chàng quý cũng thích đá banh lắm mà ngày xưa hay đá banh ở quê á, hay đá banh nhưng mà sau này có đá banh được tại vì khi bạn đi làm đó, với lại những cái thời gian mình nó không có nữa, cái thôi là chị quý không có chơi một mình. Cái ngày xưa chị quý cũng mê một đá banh, nói chung là ở quê mà một gì cũng chơi hết, rất là nhiều môn thể thao ở quê. Ở lại cái lúc mà mười mấy tuổi đó, chơi rất là nhiều môn thể thao luôn, bơi lội hay là đá cầu gì ơi nhiều lắm. Hàng sân banh này cả nhà, đây nhưng mới tới sân banh đường số 32, buổi chiều hay đá banh đây nhiều lắm. Đấy, sân banh nha cả nhà. Đấy, có ai muốn đá banh thì đến sân banh đường số 32 phường Bình Trị Đông bơi cho cả nhà, ta có thể thuê sân để mà đá banh nha. Rồi, Dân Quý đến nhon nha cả nhà, Dân Quý đến nhon nhà. Rồi, Dân Quý chúc cho cả nhà có một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà hãy đăng ký và ủng hộ kênh YouTube Dân Quý Vlog Cuộc Sống Việt cho cả nhà.
Rồi Dân Quý đến thì nghe cả nhà, Dân Quý chào tạm biệt cả nhà nghe, Dân Quý hẹn gặp lại ở cả nhà ở clip kế tiếp à. Dân Quý chào tạm biệt cả nhà nha. Hello cả nhà, chào cả nhà. Rất là nắng nha cả nhà, thành phố Hồ Chí Minh bây giờ rất là nắng, gần Tết rồi mà rất nắng luôn cả nhà. Nếu mà nắng quá đó mà chúng ta đi ngoài nắng mà chúng ta không có biết cách mà như thế nào đó, là như là chúng ta những người giống như người ta nói là huyết áp cao, chúng ta không nên đi ngoài nắng lâu quá cả nhà, dễ ra dậy xảy ra đột quỵ đó cả nhà. Đấy. Cho nên là cả nhà phải cẩn thận khi mà để mà phòng chống những bệnh như là đột quỵ, đột tử cho cả nhà, cho nên cái nguy cơ gây ra bệnh rất là nhiều, bây giờ rất là nhiều người bị luôn đó. Cả nhà phải mà phòng chống trước, chứ nếu mà nhiều khi chúng ta không biết cách phòng chống đó, cho nên là đi nắng là sẽ dễ bị đột quỵ. Những tài xế shipper hay bị lắm, tại vì chạy quá sức quá mà gặp nắng nữa, nhiệt độ cao cho nên là nó dễ xảy ra đột quỵ. Cảm ơn cả nhà, chào tạm biệt cả nhà nha.